Đây là một video 18 cộng, nhắc nhở mọi người trước nhé. Đó là cứ 10 cặp vợ chồng thì chỉ có 3 cặp vợ chồng đã từng lên đỉnh, còn 7 chị em là khi quan hệ cứ rên la để cho chồng vui thôi. Thấy người ta lên đỉnh ở trên phim là ối á to, thế nên mình cũng ối á để cho chồng hài lòng. Người ta gọi đó là giả vờ đạt cực khoái. Tỷ lệ đó ở phụ nữ là khoảng 60-70% chị em phụ nữ đã từng giả vờ đạt cực khoái. Cái điều đầu tiên cần nhấn mạnh là nếu chỉ dựa vào việc quan hệ thì người phụ nữ gần như rất khó để có thể thăng hoa. Vậy cơ quan chính để lên đỉnh của phụ nữ đó chính là âm vật, nhưng cơ quan chính để tham gia quan hệ lại là âm đạo. Vậy thì người phụ nữ có thể lên đỉnh bằng âm đạo được hay không? Có 3 cơ quan chính có thể giúp phụ nữ có thể lên đỉnh. Một là âm vật hay còn gọi là hạt lê, hai là điểm G nằm bên trong thành âm đạo, và thứ ba là cổ tử cung. Thì 7 phần nằm ở âm vật, 2 phần nằm ở điểm G và 1 phần nằm ở cổ tử cung. Vậy nên các anh cần phải có kỹ thuật để kích thích vào đúng những điểm đấy nhé. Các anh mà đang gặp những vấn đề về kho cứng nhanh ra thì gọi điện qua số hotline em Dung chia sẻ bí quyết nhé.